Đó, em sẽ cho vào đây. Đó. Xin chào anh em. Do nhu cầu cuộc sống nên là những mẫu bật lửa anh em sử dụng yêu cầu nó phải đa năng hơn. Đó là các chức năng kín xăng, nhạy lửa và giữ ga xăng rất là tốt khi mà anh em có thể sử dụng. Và đặc biệt các cái chức năng khác như là khi mà anh em đi mưa thì sẽ tránh được cái nước mưa đi vào. Thì hôm nay em giới thiệu anh em một mẫu bật lửa rất là đặc biệt, có thể tránh được nước mưa. Và em sẽ test nước ở trên cái chậu nước này nhé. Đó, em sẽ cho vào đây. Đó. Khi mà anh em đi mưa thì cái nước mưa nó sẽ ngấm vào và những cái sản phẩm bật lửa nó không được kín khít và nó không giữ được cái độ kín khít khi mà sử dụng ấy, thì nó sẽ bị nước mưa vào và nó sẽ bị nhanh hỏng và không nên được lửa. Thì hôm nay em sẽ test cái sản phẩm mới này. Khi anh em sử dụng thì nó sẽ lên lửa bình thường cho anh em. Đây em cho vào thời gian cũng rất là lâu rồi. Đấy. Thế nên em sẽ lấy ra này. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái độ bám dính của nước ở trên cái bề mặt của cái bật lửa này nó cũng không bám dính nhiều. Đấy. Này em sẽ bật lửa lên này. Đó. Đó, vẫn lên lửa bình thường anh em nhé. Đấy, anh em nhìn cái bên trong của cái này nó cũng rất là tuyệt vời. Và cái mẫu bật lửa này nó có chủ đề là chiến tranh thế giới thứ hai và những cái mốc lịch sử ở phiên phía này. Đó, được viết bằng tiếng Anh. Đó, còn mặt sau thì trơn, bề mặt của nó được làm bằng đồng và được gia công giả cổ đi để anh em có thể nhìn nó cổ kính hơn và hoài niệm về cái giai thoại chiến tranh thế giới thứ hai rất là đẹp, cái năm 1939-1945. Đó, rất là tuyệt vời. Và hôm nay em có chương trình khuyến mại đặc biệt với sản phẩm rất là tuyệt vời này, thì có giá chỉ có 300.000 thôi. 300.000 anh em được tặng kèm thêm một cái vỉ đá tim để anh em có thể sử dụng. Đó, rất là tuyệt vời. Nếu anh em có nhu cầu mua thêm bình xăng thì mình có thể thêm là 50.000 và miễn phí giao hàng tận nơi anh em nhé. Em xin